Em lại chào các bác nhá. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 8. Hôm nay em lên cái video, nó cũng không phải là chủ đề mới, cũng không phải là chủ đề cũ, nhưng mà các bác sẽ khá là quan tâm. Đó là mình sẽ xử lý cái rêu, cái bẩn ở trên cái bề mặt giá thể để chuẩn bị cho cây nó ra một cái loạt rễ mới. Và mình sẽ làm như thế nào? Thì bình thường ấy, mọi năm thì em có hướng dẫn các bác là bây giờ thì đi ngâm cả cái chậu lan này, xịt bỏ một phần giá thể, ngâm cả chậu lan này vào cái thuốc diệt côn trùng Hantasi. Thì năm nay nhiều cây rồi, lười rồi, mọi người làm như này cho em. Mình sẽ để cái áp lực của cái vòi nước khá là lớn và mình sẽ xả bỏ sạch sẽ cái phần rêu giết các thứ, nó sẽ trôi đi. Mưa gió này thì cái vấn đề là côn trùng rồi lấm mốc các thứ nó ở trong giá thể rất là nhiều, và mình làm như vậy để cho cây của mình ấy, nó sạch sẽ cái bộ giá thể, nó sẽ phát triển tốt hơn. Mọi người nhìn thấy chưa, sạch tinh rồi. Và mình sẽ có một cái công đoạn tiếp nữa, một lát em sẽ từ từ em hướng dẫn cô chú anh chị. Đầu tiên các bác cứ xả sạch cho em như này là được. Đó, bên dưới mọi người nhìn đây thì cảm giác là nó sẽ rất là trong, nhưng mà thực ra nó bẩn lắm, nó trôi xuống nó bẩn lắm. Thì các bác cứ lấy cái vòi nước áp lực cho mạnh một chút, sau đó là xả sạch đi. Em có làm một tay này nó sẽ hơi khó. Mọi người sẽ xả sạch đi này cho em nhá. Nó sẽ sạch tinh như này luôn, rất là nhàn. Đây mọi người, đấy, em mới xịt có mấy cây chậu nhỏ thôi thì cây cáu bẩn, mọi người đấy là quan sát là nó rất là nhiều đấy. Kết quả rất là bẩn mọi người ạ. Các bác sẽ xịt thật sạch, mình sẽ lấy cái áp lực của cái vòi nước ấy, thì các bác xả sạch cho em nhé. Mới đầu là mình sẽ xả sạch đi, rồi sau khi mà mọi người xả sạch như này rồi, mình sẽ tiến hành cái công đoạn tiếp theo nhé. Thì cái này nếu như mà mình có thời gian mình cho mình ngâm cái Hantasi thì tốt nhất, nhưng mà không có thời gian thì mình sẽ tiến hành mình phun thôi, phun cái Hantasi thật là đẫm, nhưng mà sẽ hơi tốn, nếu mình phun thì tốn lắm, không biết bao nhiêu tiền cho đủ. Nếu như mà các bác có Hantasi dùng, không có thì mình chỉ cần xịt sạch như này cho em là được rồi. Mình xả thật đẫm, xả thật mạnh để cho cái cáu bẩn, cái cặn bã nó trôi hết ra là được. Còn đâu là các bác có cái Hantasi mà cẩn thận ấy, thì có Hantasi thì mình sẽ hòa Hantasi ra mình phun, hoặc là ngâm, hoặc là các bác có thể dùng cái Ben Cola để mình xử lý. Thì bây giờ em sẽ đi em hòa một cái Hantasi, em sẽ phun nhá. Em sẽ phun để cho ví dụ là ở trong này nó có lấm khuẩn, côn trùng nó sẽ chết. Thì cái Hantasi nó rất là tốt, và các bác có thể là xử lý kiến, mùa này rất là lắm kiến này. Kiến ở trong cái này. Đây là cái thuốc diệt côn trùng Hantasi này. Thì em đọc theo cái mác này, còn cái tên này của nó là cái tên HAZ. Em hay dùng cái tên này. Thì bây giờ mình sẽ pha để mình phun. Một là các bác phun, hai là các bác ngâm. Nhưng mà em hôm nay trời mưa nên em sẽ phun, em phun một ít thôi. Tại vì là mai kia là em sẽ làm hết một dàn nên là em sẽ ngâm. Chứ còn phun này sẽ rất là tốn. Em làm ví dụ để cho các bác biết. Còn tỷ lệ pha của cái này ấy, thì thường thì em không có tỷ lệ, em cứ áng áng thôi. Đấy, ví dụ mình pha nó xuống nó thành cái màu lờ lờ, màu nước gạo là được. Đây mình... nó lờ lờ màu nước gạo này là được mọi người.
Đấy, nó lò lò như này là được. Bình thường nó có, các bạn cái lọ này của em khả năng để nó hơi lâu rồi này, nên là nó ra cái màu này. Bình thường một lắp này nó đã trắng rồi. Đấy, nên là các bác dùng cái thuốc, nếu ví dụ mình để lâu thì mình có thể qua nó, cái nồng độ nó cao hơn một chút, à nồng độ nó loãng đi một chút, các bác cứ áng áng pha lờ lờ màu nước gạo được. Ở đây thực ra ở đây nó cũng có cái hướng dẫn sử dụng này, nhưng mà em quen làm cái cách đấy rồi, nên là các bác có thể là đọc cái hướng dẫn sử dụng ở đây để mình pha. Em thì quen cái kiểu đấy rồi, em cứ làm thế thôi. Mọi người cho bình nhé. Đây, cái màu kiểu màu nước gạo này. Và mình ngửi nó sẽ phải có cái mùi hắc. Hắc lồng lồng như một chút. Thì ok. Tiện thì các bác đi phun hết cho giá nan mình chống muỗi. Cái diệt muỗi, diệt ruồi vàng rất là tốt. Các bác có thể là dùng nước vôi để ngâm cũng được. Mình có gì mình dùng cái đấy. Rồi các bác sẽ phun thật đẫm vào cây giá thể cho em nhé. Làm cách phun này thì sẽ hơi tốn. Phun thật đẫm vào. Có thể là phun lên thân lá của cây lan luôn, không việc gì cả. Thì là côn trùng nó sẽ không bọ vào thân lá trong một thời gian nhất định. Là trong vòng khoảng một tuần là côn trùng nó sẽ không đậu được vào. Vì nó có hơi mà. Và cái thuốc này nó có chất bám dính, nên là cái tỷ lệ mà nó bị rửa trôi ấy, thì nó sẽ lâu hơn. Các bác có thể là phun để mình tránh ruồi vàng, ruồi viết các thứ nó bọ vào lá, nó chích, nó đốt, nó hút. Tùy mọi người thôi. Thì các bác sẽ lần lượt đi phun hết các chậu lan cho em nhé. Mình phun nhẹ nhàng này nó sẽ thấm được nhiều hơn. Nếu mình phun cái tia nó tòe 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 ra thì nó sẽ, nó bay gần như bay ra ngoài là chính. Đấy, mọi người sẽ đi phun như vậy. Nhằng cái là đã tối rồi mọi người ạ. Em xử lý được một ít chậu. Thì các bác sẽ thắc mắc là mình làm xong như vậy, mình tưới cái thuốc diệt côn trùng hoặc là tưới cái nước vôi vào trong cái chậu lan, thì mình có phần cần phải xả nước ngay không, hoặc là mình băng mình ngâm đấy, mình có phải xả nước ngay không? Thì không phải xả nước nha các bác nhá. Mọi người cứ để như vậy, ngày mai mình tưới nước bình thường. Cứ đến lúc nào mình khô giá thể nó, mình cảm giác nó khô, ví dụ đang mấy ngày trời mưa này, thì 2-3 ngày sau mà nó khô giá thể rồi thì mình có thể là xả nước lại, à mình tưới nước lại chứ không phải xả nước. Mình tưới bình thường, không cần phải xả đâu, nó không bị thui hoặc đen đầu rễ đâu. Mọi người cứ làm như vậy là được thôi. Đây, phải chưa? Đấy, nó mọc mụn đây mọi người. Cái này là nha đam B1 này, dễ nữa này. Phải lắm. Ghép mấy cái này là một ngày em tưới nha đam B1 một lần. Giờ sẽ phải tranh thủ em đi tưới cái đã. Hôm nay lằng nhằng nhiều việc, cuối cùng là không việc gì bám với việc gì. Bác nào mà muốn hỏi gì thì cứ để lại bình luận ở phía dưới nhá, em sẽ trả lời mọi người. Giờ em đi xuống lai tưới một chút tí nữa, tưới cây nha đam B1 cho mấy cái cây nhạn này.